Cùng bạn đọc sách, xin chào các bạn. Các bạn thân mến, mời các bạn lắng nghe bài viết Khuyết tật và niềm kiêu hãnh trong cuốn sách Sáng hơn ánh mặt trời của Nghiêm Vũ Thu Loan. Khuyết tật và niềm kiêu hãnh. Hướng tới ngày 3 tháng 12 năm 2020, ngày quốc tế người khuyết tật lần thứ 28. Đặc biệt viết tặng các bạn trẻ khuyết tật. Tôi đã đắn đo, trăn trở rất lâu trước khi quyết định viết ra những dòng chữ mà các bạn đang đọc. Tôi cho rằng về cả mặt trí tuệ hay tâm thái, thì bản thân cũng chưa có đầy đủ tư cách để đưa ra lời khuyên răn này nọ cho bất cứ ai. Tuy nhiên, đã từ rất lâu rồi, có lẽ là từ khi cùng ba người bạn khác thành lập câu lạc bộ Step, và cũng có thể là sớm hơn thế, một niềm khao khát luôn thôi thúc tôi giải bày những tâm tư của bản thân về chính cái được tạm gọi là nỗi đau của chính mình và các bạn đồng tật với tất cả chúng ta. Đợi dịp không bằng chọn dịp, cuộc sống vốn chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, thế nên tôi quyết định cất lời vào ngày hôm nay. Hy vọng dù chỉ là một đốm lửa nhỏ, cũng sẽ góp phần thắp lên ánh sáng và đem lại hơi ấm cho cuộc sống này. Xem như đây là những thông điệp chân thành tôi muốn gửi đến cả các bạn khuyết tật và không khuyết tật. Dựa trên chính những gì tôi đã trải qua, kết hợp với những chia sẻ, biểu hiện của những người bạn khuyết tật khác, tôi dần nhận ra ở sâu thẳm bên trong những người bị khiếm khuyết một phần cơ thể chúng tôi là một sự mâu thuẫn, bế tắc. Nhiều người trong chúng tôi khao khát chứng minh bản thân, nhưng thực chất lại rất sợ hãi, thích tỏ ra mạnh mẽ nhưng nội tâm yếu đuối, thường xuyên mỉm cười, nói lời lạc quan nhưng lại luôn thấy thiếu an toàn. Từ những cảm xúc phức tạp đó mà người khuyết tật hầu như sẽ rơi vào hai trạng thái cơ bản. Một là tự ti, bi quan, một là giả vờ tự tin, mạnh mẽ. Đầu tiên, chúng ta sẽ bàn về trạng thái tự ti, bi quan. Tôi biết rõ có một nhóm người khuyết tật luôn cảm thấy bản thân thật vô dụng, xấu xí và thấp kém. Họ cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình, xã hội. Họ cho rằng bản thân không bao giờ có được hạnh phúc, cũng như không xứng đáng với hạnh phúc. Phải thừa nhận là tôi cũng từng có lúc cảm thấy tồi tệ như vậy, nên tôi hoàn toàn thấu hiểu những suy nghĩ của các bạn. Nhưng vấn đề đặt ra là vì đâu mà chúng tôi lại ra nông nỗi đó? Trước khi nói rõ về điều này, tôi muốn kể cho các bạn một trải nghiệm mà tôi đã gặp phải trong quá khứ. Đây là một trong những lần tôi cảm nhận rõ nhất về việc vô tích sự của bản thân và thực sự thấy oán hận về tình trạng khuyết tật của mình. Đó là một buổi tối, một trong những người thân của tôi bị đi cấp cứu đột ngột. Khỏi cần nói, lúc ấy tôi đã lo lắng, hoảng loạn như thế nào. Có một vài điểm mà tôi muốn đề cập ở đây. Thứ nhất, tôi là người cuối cùng biết được tin. Thứ hai là trong tất cả người thân, bè bạn của người bệnh, ai cũng có thể lao vào bệnh viện giúp đỡ một điều gì đó, hoặc chỉ đơn giản là để thăm nom và biết tình hình. Riêng tôi thì không thể. Mọi người đều cho rằng dù sao tôi cũng không giúp được gì mà lại còn vướng chân vướng tay người khác, thế nên tốt nhất là ở yên một chỗ. Dĩ nhiên tôi hiểu suy nghĩ của mọi người. Có lẽ họ không sai, nhưng hiểu và cảm nhận lại là hai điều chẳng liên quan đến nhau. Sự lo lắng đến cùng cực và cảm giác bất lực khiến tôi trong rất nhiều ngày tháng sau đó đều cảm thấy vô cùng căm ghét mọi người và cũng vô cùng hận sự vô dụng của chính mình. Tôi biết nếu tối hôm ấy tôi có thể đi thăm người bệnh, hoặc chí ít biết được chuyện gì đang diễn ra, thì có lẽ cảm xúc của tôi đã không đến nỗi tiêu cực quá mức. Nhưng là thế đó, vì những lý do vô tình hay hữu ý, xuất phát từ lòng tốt hay sự phân biệt đối xử, người khuyết tật vẫn cứ bị loại trừ ra khỏi những hoạt động. Khi ở nhà, bố mẹ, người thân dựa vào cái mác của tình yêu thương để không cho người khuyết tật nhúng tay vào bất cứ việc gì. Chắc hẳn cách nói, thôi, đưa đây tao làm cho nhanh, đợi mày sơ sẩm đến bao giờ cho xong. Mày làm sao mà làm được cái này? Thôi, ngồi yên đấy đi. Không xa lạ với các bạn khuyết tật đúng không? Thậm chí là có nhiều gia đình còn tệ hơn nữa, khi nghĩ con mình cả đời này coi như bỏ đi, không cho học hành gì hết, cả ngày nhốt nó trong bốn bức tường đóng kín. Còn ngoài xã hội thì thế nào nhỉ? Dựa vào cái mác của sự thán phục để ngầm miệt thị và loại trừ người khuyết tật ra khỏi các hoạt động. Phổ biến nhất là cách nói: "Wow, bạn, con,
Em, cháu, đã thế này mà cũng làm được à? Thôi, làm được như bạn, con, em, cháu là giỏi lắm rồi. Đã khuyết tật rồi thì ở nhà, chứ đi lại làm gì cho khổ ra. Và phiên bản thăng cấp của những câu nói đó là kỳ thị không cho nhập học, không nhận vào làm. Một đứa trẻ từ khi chào đời cho đến khi trưởng thành ra xã hội luôn bị đánh giá, nhìn nhận theo cách đó mà không trở nên tự ti, ủ uất mới là chuyện hết sức bất thường. Vậy nên, thông điệp thứ nhất mình muốn gửi đến những bạn đọc không khuyết tật, tình yêu sẽ gây tổn thương nếu như không được sử dụng đúng cách. Tài năng chỉ đến khi được trao cơ hội, trao niềm tin. Xin đừng biến người khuyết tật thành gánh nặng thực sự của gia đình và xã hội, đẩy họ vào vực sâu tăm tối của sự dằn vặt và tuyệt vọng bằng việc loại bỏ họ ra khỏi mọi hoạt động của cuộc sống. Tiếp theo, tôi muốn bàn đến trạng thái cơ bản thứ hai, đó là giả vờ tự tin và mạnh mẽ. Tất nhiên ở thời điểm hiện tại, nhiều người khuyết tật đã được xã hội tạo điều kiện tới trường, đi làm để hòa nhập. Nhưng thế không đồng nghĩa với việc bạn khuyết tật nào cũng cảm thấy tự tin, thoải mái khi thể hiện bản thân. Ngược lại, sự tự ti thầm kín được chôn giấu từ hồi tầm bé, kết hợp với sự kích động muốn chứng tỏ năng lực khi có cơ hội, khiến các bạn khuyết tật càng trở nên bất an và nhạy cảm với sự kỳ thị, mặc dù bề ngoài họ tỏ ra hoàn toàn mạnh mẽ. Tôi đã không ít lần nghe các bạn khuyết tật cự tuyệt sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, trong khi bản thân lại đang cần được hỗ trợ. Có một nhóm bạn trẻ thì luôn đặc biệt thích nói kiểu mình có thể làm được mọi thứ, mình không cần đến ai giúp cả. Hậu quả là sau đó, chính các bạn hoặc là bỏ cuộc, rơi vào sự thất tín, hoặc là phải gồng mình lên để làm những việc vượt quá khả năng cho phép, hoặc là có một kiểu khác là đi làm phiền người thân, nghĩa là nhận việc từ nơi này lại mang đến nơi khác nhờ làm, chỉ nhằm chứng minh là mình có thể. Tôi hiểu, vì các bạn sợ mất đi cơ hội, sợ bị đánh giá thấp nên luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng suy cho cùng, giả vẫn không phải là thật đúng không? Những người khỏe mạnh họ không mang thương tích trên người. Nếu người khuyết tật không nói thì sao họ biết mình cần gì, muốn gì, nghĩ gì để giúp đỡ? Vậy nên thông điệp thứ hai tôi xin gửi đến chính những bạn khuyết tật. Sự khuyết tật không phải là một vết nhơ, người khuyết tật cũng không phải tội đồ. Vậy nên xin các bạn hãy trân quý bản thân mình. Vì nếu muốn được xã hội công nhận, khẳng định bản thân, thì người khuyết tật cần phải ngẩng cao đầu với chính con người mình trước đã. Ai sống trên đời mà không cần sự giúp đỡ của người khác, kể cả là khuyết tật hay không khuyết tật cũng vậy thôi. Đó không phải là ỷ lại hay dựa dẫm, chẳng có gì đáng xấu hổ ở đây. Hãy đưa bàn tay bạn ra, cho người khác cơ hội sẻ chia, cũng là cho chính mình cơ hội hòa nhập. Ngày hôm nay, khi tôi có thể ngồi lại và viết ra những dòng này, không phải vì tôi thông minh, tài trí, cũng không phải là tôi mạnh mẽ, tự tin. Đây cũng không phải là những lời nói giả tạo, vớ vẩn. Ngược lại, tôi cũng giống như vô số bạn khuyết tật khác, đang cố sức bước về phía trước để vượt lên mọi giới hạn thể chất, để hòa nhập và để có một cuộc sống ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn. Chỉ là có đôi khi, tôi thấy mình quá may mắn khi bên cạnh tôi là những người đồng hành tuyệt vời. Nhiều năm trước, tôi đã từng tranh chấp với một người con trai bằng giọng điệu ương ngạnh rằng: "Đối với anh và em, trên đời này có điều gì quan trọng hơn cuộc sống của chính mình? Tình yêu sẽ chẳng là cái thá gì khi đứng trước lựa chọn tương lai của hai đứa, bởi vì chúng ta vốn đã không phải là người cùng một thế giới." Rồi các bạn biết anh ấy bảo sao không? Bằng một giọng điệu rất thản nhiên, anh ấy nói: "Có một thứ quan trọng hơn cuộc sống của em, cũng quan trọng hơn cuộc sống của anh, đó là cuộc sống của hai đứa mình." Mãi cho đến rất lâu về sau, tôi mới hiểu một cách rõ ràng câu nói đó mang ý nghĩa như thế nào. Thực ra thế giới này cũng chỉ có một mà thôi, nó không phải của tôi, cũng không phải của bạn, mà là của chúng ta. Kỳ thực thế giới ấy không hoàn hảo, cũng không ai trong chúng ta hoàn hảo cả. Vậy nên, chúng ta cần tới sự bù trừ để tô điểm thế giới, cũng là để làm đẹp chính tâm hồn mình. Dù chúng ta có khuyết tật hay không khuyết tật, thì hãy siết chặt tay nhau, sẵn sàng cho đi tình yêu, lòng tin, sự bao dung và cả lòng can đảm của chính chúng ta, giúp thế giới này không còn sự bất công, sự tổn thương. Chàng trai năm ấy đã giúp tôi dám đối diện với chính bản thân mình và sống thật với những niềm kiêu hãnh mà mỗi người đều xứng đáng.
Nếu tôi có thể mỉm cười cảm ơn với mọi thứ mình có, bao gồm cả sự khuyết tật và sống một cách hạnh phúc, tự tin chân chính, thì chắc chắn rằng các bạn cũng có thể, dù bạn khuyết tật hay không. Thông điệp ghi nhớ. 1. Tình yêu sẽ gây tổn thương nếu không được sử dụng đúng cách. Tài năng chỉ đến khi được trao cơ hội, trao niềm tin. 2. Sự khuyết tật không phải một vết nhơ, người khuyết tật cũng không phải tội đồ. Vậy nên xin các bạn hãy trân quý chính bản thân mình, vì nếu muốn được xã hội công nhận, khẳng định được bản thân, thì người khuyết tật phải ngẩng cao đầu với chính con người mình trước đã. Các bạn vừa lắng nghe một bài viết trong cuốn sách Sáng hơn ánh mặt trời của Nghiêm Vũ Thu Loan. Để lắng nghe bài viết tiếp theo, mời các bạn theo dõi trong chương trình Cùng bạn đọc sách lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!